Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 22 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, vào rạng sáng ngày 22 tháng 7, tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là Sihu.net đã cho biết bão tấn công Trung Quốc gây lũ lớn và cuốn phăng rất nhiều nhà lầu, xe hơi cuốn ra ngoài Biển Đông. Thậm chí nó còn lênh láng ở con sông Dương Tử. Tờ báo của Trung Quốc cho biết chi tiết như sau. Cơn bão thứ 9 của Trung Quốc trong năm 2022 đã đổ bộ vào miền Đông, miền Nam của nước này và nó càn quét qua rất nhiều tỉnh thành của phía Trung Quốc. Mỗi nơi nó đi qua nó đều để lại sự tàn phá hết sức khốc liệt. Nhiều nhà lầu, xe hơi đã bị cuốn trôi và rất nhiều nhà cửa bị tàn phá một cách hết sức nặng nề. Cơn bão số 9 của Trung Quốc với sức gió lên tới cấp 13 và giật cấp 15 đã gây ra những cơn mưa lớn tại nhiều nơi như con sông Dương Tử, Vịnh Hàm Châu và quanh tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến. Bão đổ bộ vào miền Đông Trung Quốc và cả miền Nam khiến cho nước lũ tại nhiều nơi thuộc tỉnh Chiết Giang dâng cao, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Chỉ riêng thành phố Ôn Châu đã có tới gần 800.000 người bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế hơn 3 tỷ nhân dân tệ. Và đấy chính là điểm báo cho chính quyền ông Tập Cận Bình rằng chính quyền của ông ta nên đối xử tốt với tất cả các nước trên thế giới. Nếu không, mẹ thiên nhiên và ông trời tiếp tục ra tay trừng trị, vùi dập Trung Quốc trong những ngày tiếp theo. Hôm 20 tháng 7, tờ báo Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết nước này đã chi thêm hàng trăm triệu đô la để cứu trợ người dân bị lũ lụt. Nhiều nước trên thế giới cũng đã ra tay ủng hộ phía Trung Quốc, trong đó có Campuchia. Tờ báo Trung Quốc cho biết rằng nước này đã thông báo chi thêm 830 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 119 triệu đô la Mỹ từ ngân sách trung ương để cứu trợ khẩn cấp những vùng bị mưa lũ tàn phá. Bộ Tài chính của Trung Quốc cho biết khoản tiền trên được phân bổ cho 12 vùng các tỉnh bao gồm Giang Tây, Hồ Bắc để các địa phương này phục hồi sản xuất và trật tự cuộc sống. Đến nay, Trung Quốc đã chi tổng cộng 1,29 tỷ nhân dân tệ từ ngân sách trung ương để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Một tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết, kể từ tháng 6, mưa xối xả liên tục xuống nhiều khu vực rộng lớn ở miền Nam Trung Quốc, khiến mực nước ở hàng trăm con sông dâng cao ở mức báo động đỏ. Hơn 1.400 người tử vong và mất tích, hàng trăm triệu người bị ảnh hưởng cuộc sống, nền kinh tế thiệt hại nhiều tỷ đô la Mỹ. Hôm qua, các nhà chức trách buộc phải ban bố cảnh báo màu vàng, có nghĩa là tình trạng báo động khẩn cấp, bởi vì họ cho rằng tình hình mưa lũ vẫn còn đang tiếp diễn từ nay đến hết tháng 7 hoặc sang nửa đầu tháng 11. Vì thế, cảnh báo người dân cũng như các cơ quan ban ngành phải hết sức cảnh giác và tìm nơi trú ẩn khẩn cấp. Có một số thông tin được cho là cực xấu và cực đen đủi đối với phía Trung Quốc. Là khi vào rạng sáng ngày 21 tháng 7, trong bản tin dự báo thời tiết lúc 6 giờ sáng trên kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc thông báo rằng các tỉnh như Sơn Đông, Hà Nam, Giang Tây, An Huy, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Vân Nam phải hết sức cảnh giác. Bởi vì từ nay đến ngày thứ hai tới, sẽ có một đợt mưa to đến rất to sẽ xuất hiện ở những khu vực trên và đề phòng lũ quét, sạt lở, sóng thần, vòi rồng, và nhất là lũ ở thượng nguồn sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp đổ về vùng hạ lưu. Theo tờ Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 20 tháng 7 cho biết, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới và tổ chức quốc tế đã gửi thư đến Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ sự cảm thông về tình hình lũ lụt mà Trung Quốc đã và đang phải đối mặt. Ngoài chia sẻ về thương vong và nhiều thiệt hại về tài sản, họ dành nhiều lời tốt đẹp khen ngợi nỗ lực chính phủ Trung Quốc trong cuộc chiến chống mưa lũ, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng người dân ở nhiều nơi ảnh hưởng sẽ vượt qua thảm họa và sớm phục hồi cuộc sống cũng như những hoạt động sản xuất. Tờ Tân Hoa Xã còn cung cấp một số hình ảnh lãnh đạo của các nước trên thế giới như Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, Chủ tịch Cuba, ông Kesso, Tổng thống Iran. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết tờ Tân Hoa Xã đưa thông tin không chính xác bởi vì trên thế giới không một nước nào ra tay ủng hộ Trung Quốc. Nước mà ủng hộ nhiều nhất cho người dân lũ lụt ở Trung Quốc đó chính là Campuchia. Bởi vì chính quyền ông Hun Sen được cho là tay chân thân tín và thân cận của ông Tập Cận Bình. Chính vì vậy mà trong thời gian vừa qua, ông Tập và ông Hun Sen liên tục đi đêm cấu kết với nhau để khống chế khu vực Đông Nam Á. Kính thưa quý vị, theo Cục Quản lý Khẩn cấp Trung ương Trung Quốc cho biết, trong những ngày tới, miền Đông và miền Tây của Trung Quốc có thể hứng chịu lượng mưa lớn nhất kể từ đầu mùa lũ cho tới nay. Cục Quản lý Khẩn cấp đã đưa ra cảnh báo toàn diện về rủi ro thiên tai trong vòng 5 ngày tới.
vào lúc 13 giờ ngày 20 tháng 7 và dự kiến từ ngày 21 tháng 7 đến hết ngày thứ hai, khu vực phía Bắc của Trung Quốc có thể hứng chịu với cường độ mưa lớn cực mạnh. Thời tiết đối lưu mạnh đang có nguy cơ xảy ra lũ lụt, lốc xoáy, thảm họa địa chất và ngập úng đô thị ở nhiều tỉnh thành của Trung Quốc như Sơn Tây, Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông và các nơi khác. Một số đoạn đê trên con sông Dương Tử, sông Hoàng Hà, sông Mê Công và dòng chính của sông Hoài Hà cũng gần 800 hồ chứa đang ở mức báo động đỏ. Khu vực miền Nam của Trung Quốc như thành phố Tứ Xuyên, Vân Nam, Hồ Bắc, Quảng Tây, Vũ Hán, Nam Kinh và nhiều nơi khác sẽ có mưa rào, mưa nặng hạt và mây đối lưu mạnh sẽ xảy ra vòi rồng, bão tố, mưa đá và nhiều rủi ro khác. Tất cả dự báo và thông tin trên cho thấy Trung Quốc tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và dịch bệnh trong những ngày tiếp theo và điều này đang làm cho chính quyền ông Tập Cận Bình như ngồi trên đống lửa. Theo Cục Thống kê Thiên tai Dịch bệnh của Trung Quốc cho biết, tính đến ngày 21 tháng 7, Trung Quốc đã trải qua hơn 3 tháng mưa lũ, bầu trời của Trung Quốc liên tục xuất hiện sấm sét, lốc xoáy và mưa đá. Cục Thống kê còn cho biết thêm, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm qua Trung Quốc mới gặp cảnh thiên tai bất thường như thế này. Thiệt hại ban đầu là vô cùng nặng nề, bởi mưa lũ đã làm gián đoạn cuộc sống của người dân trên toàn đất nước của Trung Quốc. Điện, đường, nhà ga, bến cảng, sân bay bị đóng cửa. Đến kỳ thi tốt nghiệp quốc gia của Trung Quốc cũng phải hoãn. Lưới điện quốc gia Trung Quốc hai lần bị vòi rồng và sấm sét đánh sập, làm nhiều nơi rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, trời tối đen, cuộc sống là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, những khoản trợ cấp của một số nước trên thế giới ủng hộ người dân vùng lũ lụt đã bị chính quyền ông Tập Cận Bình đem đi tiêu xài hết. Ngoài ra, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc còn dùng số tiền đó vào mục đích quân sự. Đây là một hành động không thể nào dung tha và chấp nhận được. Trong bối cảnh mà cả đất nước cũng như gần 1 tỷ tư người dân Trung Quốc đại lục đang bị thiên tai càn quét một cách hết sức dữ dội. Thưa quý vị, theo nhiều chuyên gia thủy văn Trung Quốc và quốc tế cho biết, lũ lụt càn quét Trung Quốc trong vòng 3 tháng vừa qua mới chỉ là bước đầu tiên bởi vì mùa mưa lũ của Trung Quốc vẫn chưa vào thời điểm cao trào. Khoảng cuối tháng 10 và sang đầu tháng 11, mưa bão ở Trung Quốc mới bắt đầu ở đỉnh điểm. Tuy nhiên, những trận mưa to đến rất to trong thời gian dài vừa qua đã khiến nhiều tuyến đê bao bị vỡ và khiến cho con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc suýt chút nữa thì bị vỡ. Các chuyên gia nhận định con đập Tam Hiệp vẫn chưa có dấu hiệu bị vỡ, nhưng họ không dám chắc rằng con đập lớn nhất của thế giới có thể chịu đựng thêm một vài cơn bão vào tháng 10 và tháng 11 nữa hay không. Do đó, chúng ta vẫn phải chờ đến hồi kết thì mới biết được chính xác rằng con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc có phải là vĩnh cửu như những lời đồn thổi mà giới chức cao tăng của Trung Quốc nói với truyền thông quốc tế trong thời gian vừa qua hay không. Kính thưa quý vị, thêm một thông tin liên quan đến tình hình lũ lụt tại Trung Quốc khi tại Sơn Cáp ở Tây Tạng, nơi nổi tiếng là vùng cao nguyên cằn cỗi nhất tại Trung Quốc. Hàng năm tại khu vực này đều đón lượng mưa rất ít, đặc biệt là từ đầu năm đến nay, khu vực này chưa nhận được giọt mưa nào từ ông trời. Thì bất ngờ cách đây 2 ngày, người dân nơi đây chưa kịp vui mừng vì tưởng rằng cơn mưa vàng đã được ban xuống. Và chỉ sau mấy ngày mưa to không dứt, nó liền biến thành một cơn mưa tử thần, khiến nửa triệu gia súc được chăn thả tại đây chết trôi lênh láng và hơn 200 người thiệt mạng vì thảm họa lũ lụt kinh hoàng. Ngoài ra, nó đã phá vỡ 133 đoạn đường cao tốc tại đây và các nhà khoa học gọi đây là mưa tử thần chứ không phải là mưa vàng vì lượng mưa trút xuống bằng cả năm gộp lại. Dẫn lời tờ báo Đại Lục vào 17 giờ ngày 20 tháng 7, sau tiếng sấm sét nổ vang trời thì cơn mưa vàng bất chợt rơi xuống, khiến người dân trên cao nguyên nhảy nhót reo hò. Thế nhưng, nỗi hân hoan chưa kịp được bao lâu, họ đã phải hoảng sợ khi chỉ khoảng 2 ngày mưa to không dứt, nó đã nhanh chóng trở thành thảm họa. Khi mà ước tính đến 500 triệu con gia súc gia cầm có thể đã chết và gần 200 người khác đã bị chôn vùi trong dòng lũ quét. Được biết, những con gia súc như dê, lạc đà vốn đã quen với thời tiết nắng giờ đây đều chết trong mưa bão ngập lụt. Cũng theo thống kê, thì 500 triệu gia súc và gia cầm thiệt mạng do mưa lũ trị giá ít nhất 213 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, thì ngành chăn nuôi ở cao nguyên Tây Tạng là ngành công nghiệp trị giá tỷ đô. Theo cơ quan quản lý ngành chăn nuôi Trung Quốc nhận định, người chăn nuôi tại các khu vực này có thể sẽ mất đến nhiều năm mới có thể khắc phục được hậu quả của đợt lũ lụt lần này. Cũng theo ông, số lượng gia súc chết thực sự có thể chưa được tính toán hết cho đến khi nước rút hết đi. Thế nhưng có nhiều ước tính cho thấy khoảng 500 triệu con gia súc gia cầm đã thiệt mạng trong tổng đàn ước khoảng 1,5 tỷ con ở toàn khu vực này. Bên cạnh thiệt hại to lớn về chăn nuôi gia súc thì lũ lụt do mưa bão nhiều ngày qua đã phá vỡ 133 đoạn đường cao tốc tại đây. Dòng lũ dữ cuốn trôi mọi thứ trên đường đi đã làm ảnh hưởng đến đời sống của hơn 610.000 dân và gây thiệt hại về vật chất trong khu vực này với số tiền lên đến 340 triệu đô la Mỹ. Cũng trong sáng nay, 16 thị trấn làng mạc tại Tây Tạng đã bị cô lập
do 5 tuyến đường đến đây bị hư hại nặng, trong khi 6 thị trấn khác cũng đang mất liên lạc với bên ngoài. Cục khí tượng cho biết lượng mưa đo được tại khu vực này trong sáng ngày 21 tháng 7 là 335,8mm, mức cao nhất kể từ năm 1979. Dự báo trong những tháng tới sẽ còn nhiều trận lụt tồi tệ hơn nữa vì những cơn mưa kéo dài. Người đứng đầu ngành nông nghiệp ở Tây Tạng khẳng định tình hình đã bi đát đến mức trở thành thảm họa nhân tạo, ảnh hưởng tồi tệ đến một diện tích lớn gấp 2 lần các khu vực khác. Sau khoảng thời gian hạn hán kéo dài, nhiều khu vực ở nông thôn của Tây Tạng đón lượng mưa tương đương với 3 năm chỉ trong vòng chưa đầy 3 ngày. Không chỉ riêng Tây Tạng hứng chịu thảm họa trầm trọng, mà từ đầu năm 2023 đến nay, Trung Quốc đã trải qua 12 trận lũ lụt ở quy mô lớn. Theo SCMP cho biết, số lượng trận lũ lụt năm 2023 tính đến nay gấp 1,6 lần so với những năm trước, đạt kỷ lục lịch sử kể từ năm 1998. Lũ lụt xảy ra trên 6 lưu vực sông chính ở Trung Quốc, bao gồm sông Dương Tử và sông Hoàng Hà. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, hôm 20 tháng 7, tổng cộng 233 con sông ở Trung Quốc đã vượt quá mức cảnh báo, nhiều hơn 80% so với cùng kỳ năm 1988. Trong đó, 267 con sông đã vượt mức an toàn và 77 con sông đạt mức cao kỷ lục. Năm 2023, lượng mưa trung bình trên toàn quốc đạt 616mm, nhỏ hơn 13% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt mức cao thứ hai kể từ năm 1961. Dự báo trong 3 ngày tới, một số nơi ở khu vực phía Tây và phía Nam của Trung Quốc, bao gồm tỉnh Quý Châu và Nam Tứ Xuyên và khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây sẽ xuất hiện mưa vừa và mưa to. Mực nước tại một số sông lớn ở Đông Bắc Trung Quốc đã vượt mức cho phép hoặc vượt mức cảnh báo. Bộ và các cơ quan chức năng cam kết sẽ tiếp tục tiến hành công tác kiểm soát lũ, kiên cố các khu vực chịu ảnh hưởng của lũ khi đang trong giai đoạn đầu mùa lũ. Trung Quốc vẫn duy trì ứng phó khẩn cấp với lũ lụt ở cấp 2, cấp cao thứ 2 trong thang 4 cấp. Hai nhóm thuộc Bộ Thủy lợi vẫn đang ở tỉnh Hắc Long Giang để hỗ trợ công tác phòng chống lũ của địa phương. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại!